Xin chào quý vị nha, hôm nay có một cái đoàn, một cái cô đang ôm con nhỏ và mang những cái hình của sư Minh Tuệ đi vào đỉnh lễ quý vị. Đó, mọi người thấy không? Đó, chị gặp thầy nha mọi người. Ở cốc luôn hả? Tấm hình quá đẹp mọi người. Chị dẫn theo mấy đứa con nhỏ mọi người. Đó, giờ chị đang xuống cái cốc định lễ thầy nha. Hôm trước là chị nói là chị gặp thầy rồi đó mọi người. Ba đứa con luôn. Để đi đến đây là một tấm ảnh nhất là đẹp. Đó, đến để bây giờ cho mấy chú đi trước, đỡ mấy con nè. Trời, kinh quá, trời, 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 trời. Xem mấy chú chụp ít chứ phải con. Đẹp quá, cô chú anh chị ơi. Một cái búp sen nè. Một cái bó hoa sen. Rất là đẹp. Mà cái đường dốc quá không kìm, không kịp. Ba đứa bé. Trời ơi. Đó chị kêu anh chồng chị. Chị đánh chết cái chồng thì nghe đi. Chồng ơi thấy cảnh này hay không? Hy vọng rằng sau cái chuyến đi này về vợ chồng chị vẫn hạnh phúc ha. Em thật sự em cũng cầu chúc cho chị và chồng chị. Chị đi và dẫn theo hai đứa con nhỏ mọi người, rất là cảm động ha mọi người. Ba đứa con nhỏ. Đó chị đi đi vô đi. Đường này chân lắm. Để đi đường bên kia. Chân đi cái đường bằng bằng. Đi qua trước đi. Rồi chị cháu đi qua đi. Đó đi đường này nó đẹp, rất là đẹp. Đi đường trên luôn cô chú anh chị. Đi xa quay thôi. Đi xa đi xíu đi. Chị đang đi xuống mọi người ơi. Đi từ từ nha chị. Từ từ giờ con đi vô đây. Đó quá trời đẹp luôn. Chị cầm thẳng lên thì mẹ mới đi. Giờ đi con. Để cho chị đi trước này, để cho đi chị đi trước. Từ từ chờ hai đứa đưa trước đi chị. Để chị đi sao chị? Rồi hai đứa nào đây. Đứa nào cũng dễ thương, đi con, đi con. Đứa nào cũng dễ thương hết trơn á. Vào bên trong. Được rồi. Để ba đứa dưới thiên thần. Quá trời, một cái hình đẹp quá mọi người. Đó, chị làm một cái tấm hình này đem vô chỗ nha. Thầy luôn mà mọi người. Ôi sao mà ghép đẹp dữ vậy. Đây, một chú nhóc này. Đó. Còn dù này. Đó rồi, còn một đứa nữa này. Đó rồi. Tất cả cái gì chị bây giờ là chị, cái gì chị cũng giống thầy à. Chị cứ yên tâm đi. Dưới này về là... Dạ bây giờ là sau cái đoạn đường 1 km thì bây giờ thấy chị cũng tới được tóc tu à. Của thầy thì được đây nha quý vị. Cẩn thận chị ơi. Chơn lắm. Cuối cùng chị cũng đã tới nha mọi người. Đã đến rồi. Rồi, cuối cùng đã đến rồi. Đó, chị đi mang theo ba đứa con nhỏ quá. Rất là cảm động ha. Đó nè, con trai vô trước nè nha. Đó, con trai đó. Đó, lột dép hết luôn nha mọi người. Quá lịch sự luôn. Giờ con cứ vào. Vô đi con.
À, chị treo tấm hình lên. Ôi đẹp quá mọi người ơi. Ô tuyệt vời không mọi người. Có treo luôn. Có cái dây kẽm anh này cột. Có dây kẽm luôn chuẩn bị luôn à. Có cái cây kìa, có cái cây đinh kìa. Đây cầm đi mình cột cho. Ai cầm giùm em ơi. Đem cầm. Cái bịch á, trong bịch á. Trong cái dù có kẽm nè. Trong dù có kẽm nè. Rồi để em làm cho. Có ai cầm giùm mình không? Cầm giùm mình. Đây 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 em cả em là hôm bữa chị. Chị hôm bữa chị đánh lễ đây luôn ha chị. Dạ bữa em trực tiếp ở đây rồi. Ôi, treo ở đó à, trực tiếp để lại hại đây luôn ha. Treo treo ở trong kia hay đây. Thời treo đó cũng được. Tạm thời treo đó luôn. Chị cũng đem sẵn đồ hết đi treo nè mọi người. Chị đứng chung với bức hình đẹp cái chị. À, chị đang ủa chị cho hỏi là chị tên gì vậy chị? Nha. Dạ em hỏi tên được. Ta chốn chồng thôi giờ. Chốn chồng nhờ mà chốn là chồng lại đến đây đỉnh lễ cái nhà. Bằng này cái máy quay vào sao tôi chốn nổi. Kiểu này mà làm tốt đẹp mà. Mình làm cho tốt đẹp mà chốn gì? Đều tốt đẹp mà chị ơi. Rồi em được cái gắn máy cho con giữ đi con. Rồi. Chị gắn nó lại đi cái bình mới đó, cái đó mình mới luôn á. Chị đi chuyến này về thì nó cấm giữa. Cấm đại giữa không được chị luôn. Ừ. Đó, anh biết. Trong mà chị nào mua cát đường mua cát đường mua hoa gì không phải hoa cát đường. Chị mà thầy chồng chồng mà chị thấy cái cảnh này là chồng chị thương chị còn không hết nữa. Em thấy là nếu chị làm được cái chồng thì coi rất là quá thế giới thì biết được chị. Trời ơi. Quá là tốt đẹp. Hai bé giờ chia ra cắm thôi. Đó. Quá trời. Cắm vô mấy cái bình nào ớt bông hết con. Mình cắm ghìa ghìa con. Cái này mình cắm ghìa. Cắm từ cánh con. Cắm từ cánh cây thôi, con cắm từ cây thôi. Anh Tâm anh vịn cái chậu dòng ghìa anh Tâm ơi. Rồi nhấn từ từ số con. Rồi con cắm à, con cắm luôn đi, cắm luôn, cắm ghìa ghìa ra. Cắm vòng vòng ra ngay ghìa đó. Ừ. Cắm vòng vòng trước nè con. Chỗ nó đang dàn bức ảnh á. Đó nó là cầm kềm luôn mọi người. Cầm kềm. Ê, tôi bấm con thôi. Thôi để đây đi chút mới chú làm cho. Tôi để đây đi chung với chú làm. Mấy con tốt đẹp. Đây gái. Hai mẹ con đang cắm hoa sen nha quý vị. Hoa rất là đẹp luôn. Hoa sen màu trắng và màu hồng. Quay cái đầu cái đó. Rồi cái này cao cao đi. Để cái này cao cao đi con. Mấy chú cắm giùm con cái, cắm bên kia giùm con cái đi. Đó, để cô được cầm. Rồi để được rồi. Rồi, okay, rồi. Wow. Quá giỏi. Ê, quá giỏi rồi con ơi. Cắm phụ mẹ đi. Con đánh lễ ha. Chắp tay đánh lễ đi con. Con trai. Đó. Không được đánh lễ trực tiếp vào đây chú. Đánh ra nó gặp trực tiếp luôn mà. Đánh lễ trực tiếp hay luôn rồi ha. Là may mắn luôn. Nhưng mà nhà không có chụp hình, không có quay phim. Còn lần này là xuống đây là khỏi cần quay phim luôn. Thôi giờ khỏi cần quay phim lên là mình thấy lên là thấy đem vào đây nè. Vậy là trước cho chị quay mọi người gặp chư bên tại ngoài đời luôn tiếp luôn tại cái ngày đầu tiên của mọi người hôm nay chị đến để mà đem cái bao đem cái hình lại mọi người. Bữa đó nó có đem đủ chị rồi chị có hỏi được sư Minh Tệ câu nào không? Lúc đó chị đánh lễ rồi chị có trò chuyện với thầy được dạ không chị thôi thì cũng dùng chị đủ màu cho sư mà sư kêu là sư có đủ rồi. Chị rất là may mắn ha, được gặp thầy nữa mọi người tại ngay cái cốc này luôn và bữa nay là chị sẽ quay lại giờ là xong rồi đó. Vô đây chị ảnh hoa với hoa thôi. Để đợi một bức tranh rất là đẹp. Một bức tranh thầy Minh Tuệ với thầy Minh Tạng rất là đẹp. Một bức ảnh và những cây hoa này để sau đó chị đang tổ. Bây giờ là chị để xong rồi quý vị. Thầy chuẩn bị bước ra về cùng bộ hành với sư đây rồi á. Nữ là đẹp mà ba đứa nhỏ tới. Rất là cảm động ha.
thấy những hình ảnh này thì anh có thể yêu thương chị nhiều hơn. Đấy, chị đừng lo. Mọi điều tốt đẹp. Còn dép không con? Ủa, con đâu rồi? Một tay ba đứa. Ủa, đây là chị là nhân vật cũng khá là may mắn luôn, là cũng từng đảnh lễ thầy trực tiếp tại đây luôn rồi. Wow. Rất là đẹp ha mọi người. Đó, chị có chân một cái tấm hình rất là đẹp luôn. Đó. Không là có anh em nào cột đi cột đó. Chị đang treo cái bức hình lên cho nó cố định không? Khi đi đến thì chị cũng mang kẽm theo hết rồi. Chị treo vào bên trong hả? Nói chung là chuẩn bị đầy đủ hết nha cả nhà. Quá là chu đáo luôn. Treo vào bên trong mọi người. Đứng chỗ này đi đợi mẹ. Xích xích ra ngoài đi con. Có anh trai cũng treo lên tấm hình phụ chị nè. Chắc phải treo ngay cái cột cái cây đó anh. Nó nằm phía ngoài dễ dòm. Tại sợ nhiều khi nó bị khuất. Chị phát tâm mang theo một cái tấm hình của thầy của quý vị. Thầy đang kêu lên nè. Chị đi mang theo ba đứa con ha. Trước thì chị cũng khá là may mắn được đảnh lễ trực tiếp thầy Minh Tè tại cái góc này luôn quý vị. Ba đứa con còn rất là nhỏ. Hai cậu con trai là một bé gái. Nhìn ba cũng rất là dễ thương. Lấy cái kềm á rút cho nó. Nha. Dạ. Ăn hồi tôi có bé ngoan rồi, cũ lớn nè, giỏi nè, này nó trơn lắm. Bé đường cũ đứng đây chờ mẹ con, chờ mẹ từ từ đi, chờ mẹ đi con ơi. Nó đi từ từ cái gì ơi. Đó, mang vào. Mà đang làm mấy cây cho mọi người đi xuống cái nhà. Đang làm chứ bây giờ. Rồi anh em cắm cái cọc để dính. Đúng rồi, cọc cái dính á, mong là sẽ bị trơn á. Chuẩn bị đi về. Anh đang làm nha. Đây là chuẩn bị đi về. Rồi. Rồi. Đi về con, đi về con. Chúc chị may mắn nha chị. Chúc chị nhiều sức khỏe bình an nha. Đi lên luôn, lên luôn. Em về là chờ chú. Bây giờ về đường cũ hay là đi về nhà? Đi đường này luôn. Đường đi từ con, đi từ. Bước lên từ từ. Đi lên đi. Cái chỗ này nó khá là trơn. Chị có đôi dép này thì nó đỡ hơn mấy bé. Dạ. Hai mình hả? Rồi, chị đi về luôn nha. Rồi, rất là cảm động ha, cảm ơn tấm lòng của chị nha. Đó, chị đi cùng với ba đứa con nhỏ của mình luôn quý vị. Mình ở gần đây không chị? Ở dân ở đây luôn hả? Hôm trước rất là may mắn được gặp thầy luôn đó mọi người. Dạ. Tốt đẹp cũng đi về đây, tụi em cũng theo về. Em về luôn à? Cũng theo chị về luôn. Rồi nét mình về bằng gì chị? Giấy phép dâm mượn xe của bạn. Ồ, cái dù tuyệt vời luôn. Trời ơi, cái dù màu. Quá trời ơi, quá tuyệt vời rồi. Màu của thầy luôn. Màu của thầy luôn, quá đẹp mọi người. Bảy màu luôn nè, cô chú anh chị, bảy màu luôn nha. Cái lối thích ngũ sắc nên mua. Nói chung này là rồi, phải là kính trọng ngưỡng mộ thầy dữ lắm luôn á. Áo cũng mà cũng màu vậy. Dù cũng vậy luôn. Giờ quá đẹp. Dài. Không dài không nên. Chỉ có áo. Áo thôi nha. Áo. Cái gì nằm phần trên đầu mình thôi. Nón được nữa. Giờ mình chấm thêm cái nón nữa. Không sư trong cái giới của sư tắm ai sư không cái. Không có đồ nón. Giờ không có sư nhà mới cục khăn thôi chứ sư ở nhà nó không có cục khăn luôn. À. Đi từ từ con để trơn nha. Mấy giờ cái chú tắt máy được chưa? Rồi rồi để cho chị đi về nha. Rồi. Chúc chị về ha. Về nhiều sức.